một chiều chợt nhớ quê hương, nghe em hát dân ca xứ Nghệ, câu hát ru như một thời thuở bé đưa ta về bên bài tuổi thơ xưa, điều vì quê hương giữa bốn bề bận rộn đất quê mình còn nghèo lắm người ơi, sao điều vì đưa con ở nơi xa. Mời anh về Hà Tĩnh, ơi khúc hát sông quê, ai đi xa trân trọng cảm ơn dòng ca của chị Thu Hiền rất nhiều. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và cảm ơn cái ca khúc vừa rồi của chị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì chúng tôi như đã giới thiệu thì gia đình chúng ta, gia đình họ Trai chúng tôi còn có một bữa tiệc để gửi đến cho toàn thể quý vị để cùng nhau nâng ly chúc mừng cho niềm hạnh phúc trọng đại của hai gia đình. Bây giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng giải lao một chút và trân trọng kính mời ban lễ tân của gia đình chúng ta cùng sắp xếp và chuẩn bị những bàn tiệc của mình để phục vụ cho toàn thể quý vị. Trân trọng kính mời.